Ok, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi The Swap Min. Ok, mình qua mình mới đi bắn giết về. Nhỏ này có gì? Nhỏ này giờ nó lặn rồi, lặn người tiết hết được luôn rồi. Wow, cứu thương cho nhỏ này liền, cứu thương cho nó. Thằng này nó cũng bị thương gần chết rồi nè. Oh shit, đi ngủ. Hai đứa đứng vài tiếng rồi họ chết queo rồi, đừng nói sao nha. Ồ, bắn giết à, lâu quá không chơi, quên mẹ, không biết chơi cái gì này. Sao con nhỏ này? Ôi sao con nhỏ này bị gì vậy? Sao đi hết được rồi? Nó bị rocken gì luôn rồi. À đồ, uống rượu hả? Rồi giờ nó chịu vô nhà, what the hell. I'm dizzy, thôi đi ngủ đi mấy mẹ. Trời tuyết lạnh quá. Mà lại xuống đây bỏ củi vô, bỏ củi vô. Lạnh quá rồi. Nhỏ này lên xỉn quá rồi kìa. Mà vô đây. Bây giờ là phải thủ thế nhà liền. Rồi nhỏ này bệnh luôn rồi. Bắn giết người có mấy lần mà sao nó bệnh luôn rồi. Bỏ củi vô. Cái gì đây? Sao nó không ấm lên? Sao tuyết nó có 5 độ rồi á? Nhỏ này giận khùng luôn rồi. Bảy độ, trời lạnh lắm. Đi ngủ đi mẹ. Thằng này thì cũng bệnh rồi tùm lum hết. Cái tim của mình nó bấy nhầy hết rồi. Sách này đúng rồi, còn bút sách cho tôi. Sao lạnh dữ ta, chắc phải bỏ thêm cái này vô đây quá chứ, nó lạnh quá mà 7 độ C sao chịu nổi, sao sống hết mùa đông được. Tối nay không biết đưa ai đi lượm đồ đây nữa, hay là khỏi lượm luôn, không biết nữa. Bà này cũng yếu xìu, yếu nhớt đây nè. Chà, bắt đầu thấy khó khăn rồi đó. Bò nó có tuyết ở trên đây luôn rồi. Không sao, tao bỏ củi vô đây là nó má, nó ấm mà, yên tâm đi. Không chết được đâu.
ha. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô hết luôn đi. À, đủ 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 lửa rồi. Nâng cấp cái này lên sao? Chà, phải có cái nhiệt độ. Có cái nhiệt độ này khó nha. Làm nhiệt độ coi. Đó, 10 độ C rồi, bắt đầu ấm lên nè. Giờ người nào người nấy cũng bệnh. Cái gì bà nó bị gì? Bà đi ngủ đi, để ông này làm, ông này bị mà nhẹ. Ồ, tối tối luôn. Ông này có thể cho nó ngủ hết nè. Được, nhà này ngủ trên giường, ông này ngủ ở dưới, ông này gác. Ok, mình không đi lụm, mình không đi lụm nữa, mình sẽ ở nhà. Tất cả mọi chỗ bây giờ nó đều danger hết. Quá nguy hiểm. Supermarket nè cũng được, nhưng mà hôm nay mình sẽ cho nghỉ hết, nghỉ ở nhà hết. Ok, sleep 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 god, đúng rồi, stay, cố gắng cố gắng thủ. Oh, mấy cái này giờ nó đói, nó bệnh như tùm lum. Được thôi, vậy tôi sẽ đi nấu nấu đồ ăn. Chết hết nước á, chết con bố ơi. Còn thịt không? Đúng rồi, còn hũ này cho nhỏ này ăn, cho thằng kia ăn luôn. Ok, chóc. Ông lại chế nước, lẹ lên, lẹ nhanh lên. Xong lại cho này nó ăn, thằng này nó cũng không có gì, cũng bình thường thôi. Nhưng mà cho này lại nói chuyện luôn. Vậy đó, nói chuyện với nhau càng nhiều thì càng tốt. Trời. Okay. Ngày 26 à. Không biết chừng nào mới kết thúc chiến tranh. Nên làm nước nhanh lên. Không là chết đói cả lũ bây giờ. Very hungry luôn rồi. Oh shit. Chết tôi. Ủa cái đó là cái gì vậy? Làm cái này làm chi? Nó có tuyết rồi. All water gì đó. Làm người tuyết lên. Lâu vãi. Này đi, đi ngủ đi. Bà mập đâu rồi?
Làm cách nào để có nước bây giờ? Trời ơi, chết tôi rồi. Sao vậy được? Đây rồi. Good. Bây giờ mình nấu tuyết với nó sẽ ra nước. Ok, khá lắm. Rồi, bắt đầu nấu thức ăn. Tuyệt vời. Đây rồi, make. Khá cũng được, không có xài cái này nữa. Nhưng mà mình xài cái lò. Bà này ăn một cái. Ok, cho thằng này ăn một cái. Ông kia xây xong chưa? Lâu quá vậy. Ăn đi con. Đúng rồi, húp đi, húp cháo. Cho nó khỏe ngừ rồi. Ở 3 độ C lạnh quá. Ngủ đi. Trời, nâng cấp cái này tốn cái này quá. Khỏi nâng luôn. Lấy cái này. What the fuck? Sao không lấy gì mẹ còn đứng đó nữa. Ok. Bây giờ lên đây chế độ. Lấy cái này, thu hoạch cái này mới được, đúng rồi, phải thu hoạch cái này. Ông lại làm 10 tiếng lâu vậy. Thua cái đó chế được băng chế được cái kêu bằng cái gì ta. Wow, nước nhiều nước quá, không đủ rồi. Ra phụ ổng làm đi. Ông này không, bà này đã đào cái tuyết. Ông này vô đây nấu nước. Ông này đâu? Mày đâu? Lên đây chứ. Lên đây. Ok. Ôi, sao đây? Wow, củi. Hai bạn ngủ được rồi, nói chuyện với nhau đi cho nó đỡ buồn. Dạ, kia chạy nó kia làm người tuyết giùm tôi. Không biết làm người tuyết nó có vấn đề gì không. Mày. Shit, 9 nữa rồi. Bà này gác, ông này ngủ đi. Tất cả mọi đứa ngủ, bà này gác, ok. Stay. Cố thủ trong nhà vậy. Thủ thôi, 27 ngày rồi. Ông này đâu rồi? Ông này very hungry rồi phải không? Nhanh lên. Bà đi ngủ miếng đi. Hai đứa này. Rồi, cũng khá rồi đó. Khá hơn rồi đó. Nấu đi, nấu cái này. Wow, 2 độ C kìa. 2 độ C là quái lắm, không nổi đâu. Ăn. Phải.
À, bắt đầu thấy không không đúng rồi đó, không phải giỡn đâu. Lúc nào cũng phải có củi trong đó hả? Nói chuyện rất là quan trọng. Đang buồn á là phải nói chuyện. Trời, nó bị lỗi hình. What the fuck? Nhớ này còn buồn không? Còn buồn không? Ra đây nói chuyện với ông bà. Đúng rồi, thanh niên kia tới. Nhỏ này giờ nó bị cái gì rồi, bấm nó không được rồi. Hai đứa nó giờ nó ngủ như chết rồi, bị đóng băng luôn rồi. Ok, what the fuck man. Đúng rồi, tao đang rất là cần mày. Tao cần được gỗ đây này, cái này nè, tao rất là cần cái này đó. Giờ tao đổi cho mày hết những cái gì tao có luôn. Súng ok không? Không chịu luôn hả? Súng mà không chịu luôn hả? Thằng này phải làm sao đây? Tất cả những gì mình có phải lấy ra đổi với nó. Không đủ, không đủ, không đủ, không đủ, không đủ. Được thôi, tao sẽ đổi hết mấy cái này. Cái gì vậy ta? Ủa, mùa đông cái này lên giá dữ vậy à? Củi lên giá quá, củi lên giá. Được, ta sẽ đổi lại. Ok, sống hết mùa đông cái đã, tính sao tính. Đó, vậy đi. Giờ tao đổi cho mày súng gì, giờ mày muốn cái gì tao đổi hết. Gấu nha. Con gấu này không có làm được cái gì hết. Vô dụng thì gì. What the fuck? Thức ăn được không? What the hell? Ghê vậy? Một hũ thức ăn không đủ luôn à? Không được, thức ăn này hiếm lắm rồi. Thuốc nha. Giờ tao còn cái gì đâu để tao đổi cho mày giờ mày. Ok, được. Điều. Rồi, bây giờ tao đổi nước. Nước bây giờ cũng rất là quan trọng. Không, không lấy cái vỏ súng làm gì hết á. Ok, giờ tao đổi cho mày cục kim cương, chịu không? Không chịu, không chịu, thằng lầy thiệt. Cục kim cương không có giá trị gì nó hả ta? Cục kim cương đi. Không đủ nữa, súng nha. Súng cũng có giá trị lắm mà tại mình dư. Đổi cái này nha. Ok, hai cây này là đổi được khá. Lấy cục kim cương lại. Đổi cho mày một số đường vậy. Đủ đường luôn. Lấy lại 4-5 cục lẻ, bỏ đây 5 này vô nha. Ok, yeah.
Ok, hai cây súng. Ok, có còn cái gì không à? Tôi phải đổi cục này, hai cục thịt. Rồi, ghê ba. Cái cà rốt đó cũng quan trọng lắm á. Đổi cái thuốc nha. Ok, thuốc tôi còn 7 hộp, tôi cũng khá. Đổi cái này vậy thôi hả? Chơi rồi, từ vô bàn bạc lại. Bà lại đi ngủ đi. Để tôi lên đây coi ta trồng được cái gì nha. Cà rốt còn 3 củ. 3 củ hả? Để ship từ từ qua đây. Hình như mình chế được cái này rồi, đúng rồi. Ok, chế mấy. Thôi, chắc cho nó đi đi. Thôi, không có cơ hội nữa đâu. Không có cơ hội nữa đâu, nguy hiểm lắm. Không được, không được. Mình phải ra mình đổi mọi thứ. Không còn cơ hội gặp nó nữa đâu, cho nên là phải đổi hết mấy cái này. Cái này đổi cho đủ thôi. Ba cái hả? Ba cái không được, bỏ đi. Hai cái thôi, đúng rồi. Vậy thôi, vậy đó. Để tao đổi 13 cái này chịu không? Ba cái đó không chịu luôn kìa. Má, khó khăn với tao. Chì không biết nữa hà. Cái này. Ok. Rồi biến đi. Cút xéo. Hai đứa này giờ nó không thể di chuyển nữa, nó phải nằm im đây luôn rồi. Oh shit. Đúng rồi. Chà, thiếu lá đó nữa. Ok. Thôi giờ mình trồng cà rốt nha. Trồng cà rốt đi. Trồng cà rốt nó chắc ăn hơn. Trồng cà rốt mà nấu nó đỡ tốn nước hơn. Đúng rồi. 10 nước của mình. 10 nước đổi mấy cục quải á. Rồi xuống phải bỏ thêm vô, bỏ củi vô. Làm xong với người tuyết coi nó có cái gì khác không. It's too cool in here. Yeah, từ giờ tao đi bỏ thêm củi vô nè ông ơi. Thiếu cái này rồi, giờ hết cơ hội rồi, hết cơ hội nâng rồi. Lên đây nghe radio coi chừng nào mà chiến tranh kết thúc đi. 7 độ rồi, hình như đừng có để cho nó âm hay sao. Ok, chạy đây. Bảy đồ chơi vẫn còn ngon chán. Cho làm hết cái này thử coi nó có được gì không. Làm người tiếc nó có được gì không. Tuyết phủ vậy, chiến tranh hoài vậy ba ơi. Dừng lại đi. Sao tụi tao sống nổi nữa. Còn nhiều đồ ăn thì mình còn khá. Giờ chỉ lo nước. Với lại một số dụng cụ mà mình không đi kiếm liên tục như vậy á.
thì nó ok. Ủa vậy thôi hả? Shit. Khá thiệt. Mình lấy cái bằng rồi. Này nữa rồi. Chắc phải cho ông này đi quá. Ôi. Tất cả những chỗ này là danger hết, cho nên là khá là nguy hiểm, thì mình là không có đi được. Ông này đi, nhỏ này gác được hả? Nhỏ này gác được thì cho nó gác. Ok, ông này đi nhà thờ đây đi. Cái này nè, cái này nhiều hơn cái nhà thờ nữa. Cái này ok, ông già này đi, nhỏ này gác, hai đứa kia ngủ. Ok. Mình sẽ đem theo một số cái thứ, ví dụ như là dao chẳng hạn. Rồi, chủ yếu là đi làm đồ thôi. Có gì hết vậy? Khóa cửa rồi. Có tủ lạnh. Ô, nó chạy thuốc lú luôn trời. Cũng khá. Coi tủ lạnh có cái gì. Ok. Đường gì. Lấy hết tất cả mọi thứ. Giờ có cái gì phải lấy hết thôi chứ. Thì ông lấy luôn. Cái gì có giá trị là đổi chát là phải lấy hết. Oh shit, cái tủ khóa. Chỉ cho mệt không biết nữa. Lên. Tủ lạnh giờ sao mấy đứa này sống giỏi ta? Có như đó mà anh sống hoài. Đây, có cái tủ. Oh, you take one you want. Oh, cà rốt, tuyệt vời. Trả con gấu lại. À, nó kêu mình lấy những cái gì mà mình cần đi. Lấy luôn. Cái gì giờ ta cũng cần hết á. Đây nữa. Cà phê. Is cà phê. Cà phê làm mẹ gì. Tủ thuốc là có không? Có gì không? Vô mánh. Bỏ cái này lại, lấy cái này. Có cái gì, cái đó giờ cũng chả làm được gì. Có cái giường làm gì. Nice, tuyệt vời, chắc phải dục 10 cái này lại rồi. Đi lấy nước về. Good. Gỗ hả? Gỗ có lợi, lấy bỏ đường lại, lấy gỗ. Ok, good. Rồi rút. Ok, khá lắm.
cũng đầy bị. Có đồ ăn, có bằng, có cái thuốc trị thương. Ok, tuyệt vời. Ngày 28 rồi. Ok. Good, 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 bye. Oh shit. Very hungry. Bệnh. Very hungry. Quất cái này vô. Xích uống thuốc vô. Oh shit, tôi phải đi nấu đồ ăn nữa. Oh, hết nước hả? Đồ, thiêu tuyết. Ok, all smart. Thằng này giờ này cũng không còn gì, chỉ đói thôi. Very hungry. Để hôm nay đi lấy tuyết cái đã. Ok, lấy tuyết được rồi phải không? Chạy vô nấu ăn. Nó này đi nghỉ đi. Bị thương, bị thủng, đứng dậy chi không biết. Còn 4 độ C kìa. Lạnh dữ đó. Nấu, nấu súp liền. Tuyệt vời chưa? Lượm được 2 củ cà rốt, là lượm được 1 củ cà rốt. I got something for you, open the drawer. What the fuck? Cho thằng này năng. Cho thằng này năng. Rồi. Để chạy ra coi. Hai đứa này nó có cái gì? Come on, I need to be you soon. What the fuck? Ô, trái cây hả? I can give you. Please enjoy. Ok, yeah. Oh, nice. Thank you. Ở nó cho 5 củ cà rốt luôn. Trời ơi. Cảm ơn. Tuyệt vời quá. Đúng rồi. Không, bà này ăn đi chứ. Thằng này cũng đói nè, lên ăn đi. Khá thiệt. Đúng rồi, cho 5 củ cà rốt vậy mới được. Xích đi ngủ đi. Bỏ thêm củi vô. Ok. Bây giờ làm gì? À khoan, mình phải đi chế thảm cố này coi, nhìn nó thấy mắc mệt không? Băng vô đi em. Thì thương cái đi em ơi. Không mà vậy là tới chừng nào mới sống được. Không có khỏe mạnh được đây. Rầu quá, tôi rầu ông quá. Ok. Cái nhà kia nó có hai cái tủ chưa có mở, thì mình sẽ chế hai cái chìa mở khóa. Để nó mở luôn, mở coi có cái gì trong đó, lỡ có đồ ngon thì không, đồ hiếm rồi. Đây chết màu, chế đồ được có 1 chìa cái đó, chế đi, 1 cũng là 1.
Rồi end đây. Rồi ok, ai đi đây? Ngủ, thằng này ngủ rồi, nhỏ này gác. Ông này đi tiếp. Cái nhà này. Đúng không? Cái này. Supermarket này nó còn nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tới đây. Tới đây đi. Ok. Rồi tới siêu thị. Rồi tới đây. Đem theo một cái mở khóa. Đây. Go. Hay hên xui thôi, biết sao giờ. Đi đến Danger, nghe mấy cái chỗ mà Danger á, chắc chắn là sẽ bỏ mạng. Oh shit. Quên vụ đó. Chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Và đã bỏ mạng thì nguy hiểm lắm. Someone here thì tôi chạy ngay sau lưng mày luôn. Đây. Đồ quý thường ta để trên tầng hầm đúng không? Đồ ăn. What the fuck? Ôi, chả có gì hết vậy. Chạy lên trên kia. Lên kia mình có bỏ một số cái cơ số đồ lại. Ồ, cái này dùng đi, cái này chả có gì hết á. Nó có đi lầm luôn. Giờ cái gì tôi cũng lấy hết á. Cà phê, cà pháo gì lắm hết. Rồi. Cái gỗ đó vậy nó cũng giúp mình sống qua ngày được chứ. Đây, hai gỗ. Rồi sao nãy em lượm cái này ta, dở thiệt. Cái này đi. Lượm cái đó về chế đồ mỡ. Ok. Này là thuốc súng, gun power không? Đường chả làm gì hết. Rồi, cái đâu? Ủa, chạy đâu cha? Đâu? Rồi, làm được hai khúc gỗ nữa. Hai khúc gỗ có thể làm hai cái đua. Hai cái đồ chịu được chậm á. Đồ giữ ấm. Tầng ngày 29. Oh. What the fuck, man? Oh shit. Ôi, trốn thoát luôn rồi. Thôi xong tôi rồi. Một bà chết, một con nhỏ trốn đi. Trời ơi. Chó phản chủ rồi. Nuôi nó bao nhiêu lâu nay. Okay. Ok. Giờ biết nói gì giờ. Giờ còn một ông già với một thằng này. Thằng này giờ nó đang bệnh rồi, nó đang cái gì tùm lum đây. We need five to push. Ok, mình xin chấm dứt video này. Các bạn đã hãy nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình. Rồi, cảm ơn các bạn.